cho mừng ban đầu của cô Phượng thì cô Phượng thì bảy xã và ngày buổi sáng ngày 7 đã có mặt và đúng trường hợp của hội thì hôm qua có mặt giữa các bạn ra giữa thì cả phượng và hội thì chúng ta biết là điều là các bạn cũng là tập trung của ngày so với lại các cái cầu đồ công việc khác và để trong thời gian các bạn cũng không chưa được kịp như vậy thì chúng tôi đội ngũ của ban chuyên chúng tôi cũng thực chất sức khỏe riêng đối với trường hợp công phượng thì chúng ta biết rằng là cái thi đấu ở nước ngoài hiện nay cơ hội thi đấu không nhiều lắm, tuy nhiên là cũng đã vẫn tham gia được liên tập rất nhiều. Ngày 7 giải về vừa rồi thì chúng tôi đã làm công tác chẩn đoán những chút vấn đề của công phượng, chúng tôi thấy là vấn đề gì, vấn đề vấn đề gì chúng ta biết là tuy nhiên là có một cái lo đó là vấn đề bản thân thể những người trên giờ thì hôm nay tôi kiểm tra thì đảm bảo về sức khỏe rất tốt. Đó là các bộ phận không có chấn thương thì cũng được tốt, tôi chỉ thấy lo cũng là do thi đấu thì là cái cảm giác thi đấu thì nó như thế nào. Chiều hôm nay thì tôi sẽ kiểm tra. Còn đối với trường hợp Văn Hậu thì chúng tôi biết rằng là Văn Hậu thì những người không có chấn thương gì cả. Trước thì ngày Việt Nam thì Văn Hậu có thi đấu ở đội hạng dưới hơn thì sáng nay thì chúng tôi cũng đã làm công tác kiểm tra và cũng biết là Văn Hậu mặc dù thì bay chuyến bay khá là dài nhưng mà chúng ta có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Tất nhiên là tôi nghĩ là cũng sẽ là mệt mỏi đấy. Ngày mai chúng ta thi đấu chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ tập thêm lần nữa và chúng tôi sẽ chốt cái đội hình. Hai cầu thủ mà các anh chị quan tâm là chúng ta sẽ phải chốt danh sách thì ra như thế này, tuy nhiên là đợt này thì tôi chưa có tên, không có tên trong danh sách, nhưng mà tôi sẽ vẫn đưa các cầu thủ có tên đi Malaysia để cho những các trận tiếp theo. Tôi xin phép không trả lời, không công bố danh sách cầu thủ đó bởi vì là tôi chưa thông báo chính thức cho họ. Tôi mong các anh chị cũng làm việc này. Một bài sẽ đến sự ít mà để làm công việc làm chân chưa. 학교를 내가 공부해야되고 나가는게 좋고 그래서 그런 이야기해 주시겠습니다. cái thứ hai là khi tôi làm công tác phân tích trận đấu thì thấy rằng là đội bóng chơi của Malaysia bây giờ nó đã trở nên ổn định và hơn, an toàn hơn. Rõ ràng là cái tuyến tiền vệ của Malaysia so với trận 2018 nó đã mạnh hơn. Đối với cầu thủ số 20 là cái cầu thủ mà hiện nay thì đang như chúng ta trong quan trọng của Malaysia ngày có đặc điểm là khả năng xâm nhập của cầu thủ rất là tốt, đặc biệt là đội bóng cũng khá rộng. Ngoài ra thì còn có số 13 và số 11 hai cầu thủ này có khả năng đột phá ở các cánh khá là tốt và từ những cánh phải thì có khả năng các cầu thủ họ sẽ xuống cái cánh phải họ đảm vào thì từ những đảng này tỷ lệ và ghi bàn của đội tuyển Malaysia khá cao. Trong cái quá trình chuẩn bị cho cái các trận đấu đối với tôi cá nhân của tôi thì tôi không bao giờ chọn lòng cũng như gọi là các cái đối đầu trước đây. Bởi vì mọi thứ nó đã trở thành quá khứ rồi, chúng ta quá dựa vào những kết quả của trước đây để chúng ta đánh giá. Tôi không thể nói chính xác là 100% sự vật được thắng trận ngày mai.